nếu mà tôi biết sớm cái lớp này, cái khóa này trong cái thời điểm mà ban đầu chúng tôi start up, thì có lẽ là cái giá của chúng tôi sẽ không đắt như vậy, về mặt thời gian, về mặt tiền, về mặt tâm huyết, về mặt niềm tin luôn. Dạ, xin kính chào quý anh chị ạ. Tôi là Nguyễn Ngọc Quỳnh Thúy và tôi đến từ công ty Sơn Bettino. Công ty chúng tôi thì chuyên sản xuất các cái sản phẩm về sơn trang trí mọi ngoại thất cho các công trình kiến trúc và xây dựng. Thì đến với lớp CIA ngày hôm nay thì tôi cũng có một cái bài học cũng khá là đắt giá cho cái 16 năm trong lĩnh vực ngành nghề của mình. Nếu mà tôi biết sớm cái lớp này, cái khóa này trong cái thời điểm mà ban đầu chúng tôi start up, đây là ông xã của tôi, thì nếu mà tôi start up từ thời điểm đó mà tôi biết được và tôi có cơ duyên này, thì có lẽ là cái giá của chúng tôi sẽ không đắt như vậy. Đó là cái giá mà trong 16 năm qua chúng tôi trả giá rất là nhiều, về mặt thời gian, về mặt tiền, về mặt tâm huyết, về mặt niềm tin luôn. Đó là cái giá mà tôi thấy là trả quá đắt. Vì 16 năm vẫn trong cái giai đoạn là tìm mãi một cái con đường phải có sự đột phá, phải có sự phát triển, nhưng mà thực tế là chúng tôi nền tảng của tôi cũng có. Ngay từ đầu thì thử hỏi ai start up mà có đầy đủ những cái nền tảng như vậy à? Chúng ta bước ra start up cũng giống như là điếc mà không sợ súng, đúng không? Cứ đâm đầu ra đường thôi, cứ làm thôi, làm với một cái khao khát, cái mãnh liệt, cái niềm tin quyết chí quyết thắng, nhưng thực ra là gì, cũng vẫn là đâm đầu máu quay trở về, đúng không ạ? À, đến với CA thì không phải tôi đến đây lần đầu tiên, nên nãy anh Đăng có chia sẻ là ba cái chương trình huấn luyện mà tại sao tôi không chọn cái thứ ba mà tôi chọn cái thứ nhất đó ạ. Thì thật sự đến bây giờ phút này 16 năm vợ chồng chúng tôi không còn nhiều thời gian để có thể thử và trả giá nữa, cho nên chúng tôi quyết định chọn số 1 để chúng tôi nhờ Asset Talk. Cảm ơn các chị.